Thưa bà con, tiếp theo chương trình sẽ là những câu hỏi thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y với sự tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Câu hỏi đầu tiên trong phần này đến từ khán giả có tên là Nguyễn Thanh Thơ, số điện thoại là 0916, ba số cuối là 286, tại Hồ Thị Kỳ, Thới Bình, Cà Mau đã hỏi như sau. Nhà tôi có nuôi 200 con vịt trời được hơn 20 ngày, có hiện tượng là bị sù lông, xã cánh, chân đi lại rất là khó khăn, ăn ít, ngoài ra thì bình thường, hiện nay thì đã bị chết 6 con rồi, bị một tuần và dùng thuốc nhưng thấy không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và biện pháp điều trị. Vâng, thưa chị Thơ thân mến, câu hỏi của chị đã được tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương tư vấn như sau. Vâng, kính thưa khán giả, kính thưa bà con. Với cái biểu hiện này thì ở vịt trời 20 ngày tuổi thì có lẽ là không rõ là cái đàn vịt giống này thì là được nhập từ đâu. Đấy, bởi vì nếu mà cái đàn giống mà lấy từ cái bố mẹ mà chưa được tiêm phòng vaccine dịch tả vịt, đấy thì đàn vịt này cũng có thể là nó mắc bệnh dịch tả. Bởi vì cái hiện tượng chân nó yếu và tiêu chảy sù lông, đấy thì nó cũng là cái biểu hiện mà thường xảy ra ở vịt, đấy là cái bệnh dịch tả. Đấy thì trước hết là chúng ta cũng nên, nếu chưa tiêm phòng thì chúng ta nên tiêm vaccine dịch tả vịt cho đàn vịt này đã. Đấy, sau đó thì nếu mà thấy là mình cứ bồi dưỡng cho nó, bổ sung men tiêu hóa và vitamin, thì thấy rằng nếu mà vịt nó bình phục, đấy thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì vitamin men tiêu hóa cho thêm độ 1 tuần hoặc 10 ngày để nâng, tại vì con vịt trời thì cái khối lượng cơ thể nó nhỏ. Đấy, và khi nó bị bệnh thì nó cũng hay chết rất là nhanh. Thế nhưng mà khi nó bình phục thì nó cũng hồi phục nhanh. Đấy, cho nên là nếu mà thấy đúng là dịch tả thì chúng ta chỉ tiêm vaccine một ngày thôi. Đến ngày hôm sau nó đã nhanh nhẹn và nó ăn uống tốt hơn. Đấy, thì nếu mà thấy rằng tiêm xong mà thấy đàn vịt nó hồi phục nhanh thì chúng ta cứ duy trì vitamin và men tiêu hóa để, như tôi đã nói. Thế còn nếu mà sau khi tiêm vaccine dịch tả mà thấy đàn vịt nó vẫn yếu và cái khả năng bình phục nó chậm hơn, đấy thì ở đây thì nó không chỉ có thấy là nói là sù lông xã cánh và chân đi lại khó, ăn ít thôi, đấy chứ không nói lên cái biểu hiện tiêu hóa hay hô hấp gì. Đấy, thế nhưng mà ở cái lứa tuổi này ấy, thì vịt cũng hay mắc cái bệnh như là E. coli chẳng hạn. Đấy thì có thể là có cái dạng là tiêu chảy, nhưng có cái dạng E. coli nó không gây tiêu chảy, đấy mà nó chỉ có làm cho con vịt nó yếu và nó yếu dần và nó chết. Thế thì với cái bệnh do vi khuẩn thì chúng ta có thể dùng kháng sinh. Đấy, với trường hợp như tôi đã nói nhé, tiêm vaccine mà 2 hôm sau thấy nó không tiến triển thì chúng ta có thể dùng kháng sinh để trị vi khuẩn được, nói chung là trị những cái vi khuẩn kế phát. Đấy thì có thể dùng như cái kháng sinh hiện nay đang có tác dụng là cái Ceftiofur, hoặc là kết hợp với cái Doxycycline hoặc oxy tetracycline, liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, và vẫn tiếp tục bổ sung vitamin. Đấy, nếu mà dùng kháng sinh thì chúng ta chỉ dùng vitamin kết hợp cùng kháng sinh. Thế khi hết liệu trình kháng sinh thì mới bổ sung men tiêu hóa. Thế và chú ý là phải chăm sóc nuôi dưỡng tốt, vệ sinh khử trùng môi trường thì vịt nó sẽ dần dần nó bình phục. Vâng, chúc khán giả xử lý